Chương một. Ngươi cũng xứng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cổ thành Dương Châu vì sao từng vị trong lịch sử tuyệt thế đại nhân vật. Tại thời đại khác nhau, khác biệt thời gian. Một cái tiếp theo một cái, giá lâm nơi này. Sấu Tây Hồ, 24 cầu ven hồ. Mấy vị mặc lấy thượng lương nhà giàu thanh niên thiếu nữ, đối với nguyệt sắc, lẫn nhau ở giữa chậm rãi mà nói, trong đó một vị người mặc màu lam nhạt tu sê đô thanh niên, hắn đầu lấy chén rượu trong tay, nhẹ nhàng lay động. Khuất thiếu, ngươi cảm thấy vì sao thanh niên lời nói, không khỏi làm cho tất cả mọi người ánh mắt, hướng nó nhìn chăm chú đi qua. Tên kia được gọi là khuất thiếu nam tử, tướng mạo thanh tú, mặc lấy một thân lễ phục màu đen. Hắn khí trang trầm ổn. Tự hồ thân phận, địa vị, tại đám này thanh niên thiếu nữ bên trong, thuộc về đỉnh điểm nhất mà trông lấy mọi người không hề giống nhau ánh mắt có kính sợ có sùng bái có nịnh nọt cũng có một chút e ngại ánh mắt khuất thiên nguyên cái này vị đến từ tô dương khu vực hào môn thiếu gia trong lòng không khỏi càng thêm vui vẻ hắn khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ ánh mắt hơi có vẻ hưởng thụ nhìn lấy mọi người ra vẻ cao thâm tư thái thản nhiên nói các ngươi trước đoán xem cái này là vì sao ta cảm thấy những đại nhân vật kia thuần túy là tìm đến mỹ nữ một cái tuổi hơi nhỏ thiếu niên một miệng đáp lại dù sao theo cổ đại liền có ghi chép từ xưa dương châu ra mỹ nữ thế mà thiếu năm vừa hạ xuống xuống thì có người phản bác nếu như chỉ là vì mỹ nữ một ngàn năm trước vì kia sách cổ phía trên chỗ ghi lại đại nhân vật lại vì sao mở cổ kênh đào hắn hoàn toàn có thể sai người đem mỹ nữ toàn bộ tiếp nhập đế cung kể từ đó, sao lại ở đời sau, rơi vào một cái sẽ chỉ tham đồ hưởng nhạc bêu danh lại như thế nào ngu ngốc. Điểm đạo lý này hội không hiểu, còn có 500 năm trước vị kia, vị kia đế uy, cái kia nhưng là chân chính từ trong đống người chết, chém dết mà đến. Như thế hùng chủ, làm thế nào có thể vì chỉ là mỹ nữ, liền vội vã không nhìn nổi giá lâm dương châu, vị kia người mặc tu sơ đồ thanh niên, cử chỉ ương nhã, khẽ gật đầu đồng ý đến mức 300 năm trước vị kia để nhất thịnh thế chi quân làm thế nào có thể vì mỹ nữ năm lần tới dương châu trèo lên đỉnh một cái triều đại đỉnh phong tồn tại chỉ là hồng phấn y nhân như thế nào để hắn đích thân tới năm lần kha không cơ ngươi tốt xấu đến từ danh xưng truyền thừa 100 năm kha gia điểm đạo lý này vẫn chưa rõ sao tu sơ đồ thanh niên nhìn lấy thiếu niên lượt khẽ lắc đầu nhàn nhạt phun ra một câu ngươi cái này hào môn thiếu gia hội thiếu mỹ nữ ngươi cũng không thiếu những cái kia tuyệt thế phong hoa đại nhân vật sao lại thiếu mấy vị hào môn đại thiếu vừa định tán đồng kha không cơn ngôn luận nhất thời trong lòng bọn họ khẽ giật mình đúng a à, chúng ta cũng không thiếu đại nhân vật hội thiếu sao tại bọn họ loại này hào môn đại thiếu trong mắt dạng gì mỹ nữ không có ngoại trừ đồng dạng thân phận địa vị hào môn thiên kim dạng gì mỹ nữ không chiếm được chớ nói chi đến đứng tại một cái triều đại đỉnh phong đại nhân vật Kỳ thật cái này cũng không trách kha không cơ. Từ xưa liền có ghi chép, vì mỹ nữ mà hao người tốn của ví dụ. Chu U Vương vì thu được mỹ nhân nở nụ cười, phong hỏa hí chư hầu. Dẫn đến tay chu hủy diệt. Trụ Vương cả ngày trầm mê đắc kỹ sắc đẹp, hoang phế triều chính, gây nên thiên hạ cộng phẫn. Nếu như không phải là vì mỹ nữ, như vậy là vì cái gì tiền tài tướng tài tuyệt thế đại nhân vật, muốn cái gì không có khuất thiếu, ngươi cũng đừng cố lộng huyền hư, vẫn là nói một chút cái này là vì sao, tu sê thanh niên mở miệng hỏi. Nếu như là bình thường, khuất thiên nguyên cái này tô dương khuất gia nhị thiếu gia, hắn căn bản ý cũng sẽ không ý, chớ nói chi là dùng tới tôn xưng. Phải biết hắn nhưng là đến từ hào môn vương tộc, luận thân phận, lực áp tại chỗ sở hữu nhân. Nhưng hôm nay hôm nay sau đó, tô dương khu vực thế lực phân công, muốn phát sinh cải biến. Tô dương khuất gia cùng tạ gia liên minh, kỳ thế lực đem ép thẳng tới hào môn vương tộc. Mà trong lấy tu đô thanh niên, khuất thiên nguyên trong ánh mắt, lại là lóe ra vẻ đắc ý, phản phất là có hy vọng ngược chi ngôn, lúc nào cũng có thể sẽ từ trong miệng nhảy ra. Ngươi lục gia, cho dù bây giờ là hào môn vương tộc, thanh danh hiển hách, quản thiên thấp hơn người cầm đầu, lại như thế nào cho dù ngươi lục tử hiền, là cao quý lục gia đại công tử, lại nên làm như thế nào, hôm nay còn không ngoan ngoãn hướng ta mời rượu, từ nay về sau. Ta tô dương khuất gia, đem long dược thương khung, cùng truyền thừa 200 năm lục gia vương tộc sánh vai cùng nhau. Trở thành hiện nay tô dương lớn nhất phong quan vô hạn đại tộc. Đang lúc khuất thiên nguyên dương dương đắc ý, đang chuẩn bị hướng mọi người chỉ điểm giang sơn thời điểm. Đột nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm, phản phất là vạch phá nguyệt sắc mà đến, lộ ra một cổ thâm thúy tan thương cảm giác. Ngươi có phải hay không muốn nói? Những đại nhân vật này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào Dương Châu, là tìm cầu trường sinh bất tử chi pháp chẳng qua đáng tiếc, cũng không phải là bọn họ chỉ là tới gặp một người. Chỉ thế thôi. Đạo thanh âm này tự hồ lộ ra vô cùng vô tận cô tịch. Không khỏi ở giữa, để khuất thiên nguyên bọn người đều thân thể không chịu được trùng mình một cái. Cổ nhân từng nói, nghe tiếng liền có thể biết người có thế tại tối nay tại cái này xấu tây hồ nói chuyện với nhau người không phú thì quý huống chi có can đảm đánh gãy khuất thiên nguyên bọn người đối thoại ngoại trừ nắm giữ lớn lao dũng khí còn nhất định phải có cao không thể chạm địa vị nếu không các quyền quý lửa giận căn bản không phải người bình thường có thế không nhìn thế mà khi mọi người tìm theo tiếng mà trong trong tầm mắt lại chỉ đứng đấy một vị tóc tai bù xù, toàn thân rách tung tóe, vô cùng bẩn, giống như khất cái bộ dáng nam nhân. Lúc này, lục tử hiền mấy vị hào môn đại thiếu, lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt cực kỳ không vui. Nếu như không phải trở ngại tự thân thân phận, chỉ sợ một giây sau, liền sẽ hướng về nam nhân quát lớn. Ngươi là ai, chỉ là một tên ăn mày, cũng dám đánh đoạn chúng ta trò chuyện đến mức hào môn thiên kim nhóm, dưới ánh mắt, đều là lộ ra vẻ khinh bỉ cùng chán ghét. Phản phất là đang nói. Như thế có đảm lượng, ta coi là nhà kia hào môn đại thiếu, nguyên lai chỉ là một cái thối này ăn mày nhìn nhìn lại khuất thiên nguyên. Trên mặt một mảnh tái nhật, quyền đầu nắm thật chặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, dường như đều muốn bắn ra. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ở đâu ra khất cái, lại dám đánh đoạn ta. Tức giận quá tức giận ta đang chuẩn bị muốn trang bức lại bị một tên ăn mày làm hỏng đối với đám này đến từ tô dương nhất lưu hào môn đại thiếu thiên kim bình thường phố phường tiểu dân có thế cùng bọn hắn đối thoại tư cách đều không có chớ nói chi là khất cái đây quả thực là đối bọn hắn vô cùng lớn làm nhục không qua mặc dù có vô cùng lớn lửa giận bọn họ cũng rất gần cả đời hàm dưỡng đem áp chế xuống. Cùng một tên ăn mày chấp nhặt, càng là đối với bọn họ thân phận làm nhục. Khuất thiên nguyên hướng về cách đó không xa bảo an, vẫy vẫy tay, ra hiệu đem cái này quần áo tả tơi nam nhân, đuổi đi ra. Lại tại lúc này, sáu tây hồ bên ngoài cửa chính, một cổ định chế bản dài hơn hông kỳ, chậm rãi mở lái vào tới. Mới vừa xuất hiện. Lúc trước sơ qua ồn ào sáu tây hồ tiệt rượu, đột nhiên an tĩnh rất nhiều mặc kệ đến từ tô dương cái nào hào môn, thân phận là loại địa vị nào. Tầm mắt mọi người. Tất cả đều tập trung vào chiếc kia hông kia. Thì liền khuất thiên nguyên, lục tử hiền bực này cấp bậc đại thiếu, trong mắt của bọn họ, đều toát ra một tia tôn sợ. Rất nhanh. Theo trong xe đi ra một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Vừa ra trận. Liền dẫn tới tại chỗ tất cả hào môn đại thiếu ánh mắt si mê. Nhưng sở hữu nhân minh bạch nữ nhân này bọn họ không có tư cách nhúng chàm đó là tô dương quốc gia đại thiếu gia vị hôn thê tạ tuyết như càng là tô dương lão bài hào môn tạ thị nhất tộc cùng hào môn quốc gia quan hệ thông gia ác chủ bài càng là bước về phía hào môn vương tộc trọng yếu nhất cơ hội tạ tuyết như người cũng như tên một thân khí chất càng lãnh diễm một đôi như đêm lạnh giống như con ngươi tản mát ra một chút lãnh quan trắng nõn như tuyết gương mặt không có mỉm cười, cả khuôn mặt nhìn qua đủ số cửu hàng đông một dạng. Lạnh, lạnh đến không mang theo một tia trần thế tầm thương. Băng, băng đến xinh đẹp như vậy vô song phối hợp tấm kia tuyệt thế mỹ nhan, càng là có thể xưng là băng sơn nữ thần. Đây là một cái tại bất kỳ triều đại nào, đều có thể xưng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Giờ khắc này, trong sáu Tây Hồ, tất cả quyền quý nhóm ánh mắt đều tập trung vào tạ tuyết như trên thân nàng đi đến đâu toàn trường tiêu điểm liền ở đâu đồng dạng tạ tuyết như đi đến đâu đám người liền giống như thủy triều hướng hai bên né tránh bọn họ sợ chọc giận vị này tương lai vương tộc công chúa mà đang lúc tạ tuyết như hướng về sáu tây hồ lớn nhất một tòa giữa hồ cầu đi qua thời điểm nàng lại phát hiện duy nhất cầu trên đường lại có một cái toàn thân bẩn thiểu nam nhân cản trở đường đi. Nàng không khỏi mày liễu nhíu lại, hời hợt trong giọng nói, lộ ra một tia vấn trách. Ngươi ngăn trở đường, để cho ta đi qua. Nàng, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn trường hào môn tử đệ, không khỏi quát lớn âm thanh liên tục. Ở đâu ra khất cái, mau cút. Bảo an là làm ăn gì, làm sao liền khất cái đều bỏ vào đến tại đám này hào môn quyền quý trong mắt. Một cái đê hạ khất cái. Lại dám cùng tạ tuyết như như vậy nữ thần cùng tồn tại một cái trong tầm mắt, quả thực phá hư phong cảnh, thực sự không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là một giây sau. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Chỉ thấy nam nhân vung tay lên. Dường như trong mắt hắn, đứng trước mặt không phải một cái xinh đẹp trung động lòng người khuynh quốc mỹ nữ, mà chỉ là một cái rác rưởi lại trực tiếp tại trước mắt bao người đem vị này tô dương tạ gia hòn ngọc quý trên tay tương lai hào môn vương tộc người thừa kế vị hôn thê giống như có một loại quét rớt một vệt cho bụi cảm giác nhìn như không thấy giống như tiện tay trực tiếp đẩy đến trong hồ sau một khắc tại mọi người tràn đầy ánh mắt đờ đẫn bên trong nam nhân theo tạ tuyết như vừa mới chỗ đứng nhẹ nhàng đi tới giờ khắc này toàn trường yên tĩnh im ắng chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tên ta sở lăng tiêu, để cho ta nhường đường, ngươi cũng xứng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.